nhận thức được tính chất nghiêm trọng của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, ngành giáo dục Hưng Yên cũng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm chủ động ngăn ngừa dịch bệnh cho hơn 300.000 học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản hướng dẫn tất cả các trường để chủ động phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp và triển khai các buổi tập huấn cho giáo viên. Nhiều trường học như Tiểu học An Tảo, Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành đã gửi tin nhắn khuyến cáo về dịch bệnh đến phụ huynh học sinh và trang bị khẩu trang y tế cho tất cả giáo viên và học sinh trong trường. Học sinh được yêu cầu giữ ấm cơ thể, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc miệng bằng nước sát khuẩn để phòng bệnh, dùng khăn giấy che miệng khi ho hoặc hắt hơi, sau đó vứt ra thùng rác, hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh về đường hô hấp. Khi cần thiết phải tiếp xúc, cần đeo khẩu trang y tế, phụ huynh học sinh chủ động cho con em nghỉ học khi có biểu hiện của bệnh và thông báo ngay cho nhà trường. Ngay từ ngày đầu tiên đi học là ngày hôm qua, ngày mùng 6 Tết, thì toàn bộ nhà trường đã có những cái thông báo tới phụ huynh học sinh cùng với cả học sinh các cái biện pháp, 5 cái biện pháp yêu cầu chính của Bộ Y tế. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì nhà trường sẽ tiến hành khử khuẩn toàn bộ trong ngoài nhà trường, đặc biệt là các cái lớp học trong cái thời gian tới thì mỗi ngày nhà trường sẽ tiến hành khử khuẩn để đảm bảo cái tính an toàn nhất cho học sinh.